Theo cáo trạng, hai bị cáo là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1998 và Trần Văn Trí, sinh năm 2001, quen biết nhau thông qua nhóm giở nợ làm liều trên mạng xã hội. Sau đó vì nợ nần cờ bạc nên hai bị cáo lên kế hoạch mua súng đạn, dao, thuê xe máy và chuẩn bị các vật dụng cần thiết để cướp ngân hàng. Chiều ngày 21 tháng 11, cả hai xông vào ngân hàng BIDV, phòng giao dịch sông Hàn. Sau đó, Trí nổ súng chỉ thiên, uy hiếp, còn Cường xông vào quầy giao dịch nhằm cướp tiền. Tuy nhiên, do nhân viên ngân hàng bấm còi báo động nên hai bị cáo bỏ chạy. Ngay sau đó, một nhân viên bảo vệ ngân hàng truy đuổi thì bị Cường dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng, làm người nhân viên này tử vong. Tại phiên xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trí tổng mức hình phạt 30 năm tù về các tội danh mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản và giết người. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường tổng mức hình phạt là tử hình. Thưa quý khán giả, hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định về việc truy tặng huân chương Dũng cảm cho ông Trần Minh Thành, người tử nạn trong quá trình truy bắt kẻ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ông Thành là nhân viên bảo vệ phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh sông Hàn BIDV, thành phố Đà Nẵng. Quyết định nêu rõ, ông Trần Minh Thành có hành động dũng cảm, hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chiều ngày 22 tháng 11, Nguyễn Mạnh Cường, 35 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Trí, 22 tuổi, thành phố Đà Nẵng, đến chi nhánh ngân hàng BIDV, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cầm dao và súng đe dọa nhiều nhân viên, yêu cầu đưa tiền nhưng bị chống trả. Sau khoảng 1 phút không cướp được tiền, hai đối tượng tẩu thoát. Bảo vệ Trần Minh Thành truy cản Cường, kéo nghi phạm ngã xuống đất. Cường sau đó quay lại đâm dao vào vùng lưng, khiến ông Thành tử vong.